Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới, tình hình ở tại Trung Đông và Đông Bắc Á. Về tình hình ở tại Đông Bắc Á, chúng ta đang thấy là mức độ khai chiến là rất gần rồi. Khả năng khai chiến của hai bên là đang rất gần rồi. Đang xuất hiện một số cái video mà những lao động của Việt Nam ở tại Hàn Quốc ấy, đã quay lại. Thì ở đâu đó là hai bên cũng đang khai hỏa, hù dọa nhau rồi. Tức là sẵn sàng khai chiến rồi. Nếu như kịch bản ở tại bán đảo Triều Tiên mà nổ ra cuộc xung đột thực sự, thì liệu rằng đây có phải là cơ hội để Triều Tiên thống nhất Nam Bắc về một nhà hay là không? Chưa biết đây có phải là cơ hội hay không, nhưng nếu xảy ra cái xung đột ở trên bán đảo Triều Tiên thì chắc chắn bất lợi rất lớn dành cho Mỹ. Khi nói về điều này thì nhiều người nói rằng Triều Tiên chỉ một quả là thành bình địa thôi, tức là một quả hạt nhân thôi. Nhưng hãy nhớ rằng trong thế giới hiện tại không dễ gì để mà mang vũ khí hạt nhân ra mà dùng được đâu. Muốn hay không thì Triều Tiên cũng là quốc gia có vũ khí hạt nhân. Và những vũ khí của Triều Tiên để dùng ấy, là sẵn sàng khai hỏa sang Mỹ chứ không phải là sang Hàn Quốc hay là Nhật Bản, sẵn sàng sang Mỹ. Cho nên là cái cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên mà diễn ra nó không có lợi cho Hoa Kỳ một chút nào cả. Còn riêng về mặt vũ khí quy ước, khả năng nhả đạn pháo của Triều Tiên nó sẽ áp đảo hoàn toàn so với nệ Hàn. Áp đảo hoàn toàn thôi hả? Tình hình Hàn và Triều bây giờ là cực kỳ căng. Ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chỉ muốn cuộc xung đột ở tại eo biển Đài Loan thôi, chứ không muốn nó xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Không muốn một chút nào hết. Vì bản thân Mỹ ngày hôm nay đang phải tìm phương thức để giải quyết cái bài toán ở tại Trung Đông, để giải vây cái đồng đô của mình. Chứ bây giờ tiếp tục châm ngòi chảo lửa ở tại bán đảo Triều Tiên thì thế giới nó ngày càng quay trở về với vàng chứ không phải là với đô la nữa. Mà khi vàng quay trở lại thì đô la đương nhiên là mất vị thế. Đô la đương nhiên mất vị thế. Mà đô la mất vị thế thì anh chị biết rồi, Hoa Kỳ lấy cái gì ra mà trả cho cái nợ trần trả cho cái khoản trần nợ công của mình. Nó gần 36.000 tỷ đô đấy. Nó gần 130% GDP đấy, không phải đơn giản đâu. Khi mà thế giới vẫn đang dự trữ đồng đô một phần và vẫn sử dụng đồng đô để giao dịch mỗi một ngày đấy, thì Hoa Kỳ vẫn còn cầm cự được với cái trần nợ công bây giờ thôi. Chứ còn bây giờ mà xảy ra ở Đông Bắc Á nữa, xong vị thế của Mỹ lại tiếp tục mất, niềm tin của đồng minh tiếp tục mất. Vấn đề ở tại bán đảo Triều Tiên mà Hoa Kỳ có thể giúp được cho Hàn Quốc ấy, thì chúng ta biết rằng là Mỹ và đồng minh đã giúp đỡ được cho Ukraine rồi. Câu chuyện trên bán đảo Triều Tiên chắc chắn là Hoa Kỳ cần phải ra trưng rồi. Chả biết đúng sai, nhưng mà khai hỏa hạt nhân là hơi mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Mà đứng cạnh đối với lại Triều thì nó có Nga và Trung nữa, nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của Nga và Trung nữa. Trên Hoa Kỳ dễ gì để giúp đỡ được cho Hàn Quốc đâu. Thời điểm bây giờ này, ốm đau này, hoạn nạn này, thì các đồng minh của Mỹ mới nhận thấy được là tự lực cánh sinh hay dựa vào đồng minh thì đồng minh Mỹ nó có giúp được mình đâu. Đó. Trong khi đó cấu trúc trật tự thế giới thì đang thay đổi. Nói về trật tự thế giới ngày hôm nay thì chúng ta thấy sự hình thành của thế giới đa cực không có gì bàn cãi nữa. Thì Nga cũng chia sẻ rằng là Nga không tìm cách để tái cấu trúc trật tự thế giới. Điều đó diễn ra một cách tự nhiên. Diễn ra cái tự nhiên là đúng thôi. Vì thế giới hiện tại đơn cực ấy, thì là một mình Mỹ chi phối. Chi phối về an ninh này, đúng không? Chi phối luôn cả về văn hóa này. Xong chi phối cả về mô hình lãnh đạo đất nước này. Xong chi phối về tài chính này. Xong là đơn phương áp đặt an ninh kinh tế chính trị cho toàn cầu. Thế giới nằm trong gông cùm đấy thì đương nhiên người ta cũng phải thay đổi. Cho nên đây là điều diễn ra một cách tự nhiên. Nga chỉ là ngọn cờ đầu tác động vào để các quốc gia còn lại thực hiện nhiệm vụ của mình.
Nga không tìm cách tái cấu trúc trật tự thế giới, điều này diễn ra một cách tự nhiên, Tổng thống Nga Putin cho biết. Nguyên thủ quốc gia tham gia cuộc họp với người đứng đầu các cơ quan truyền thông chủ chốt từ các nước BRICS đã chia sẻ. Ông ấy là một người tham gia cuộc họp đến từ Ai Cập. Nói chung là tôi tuyên bố về nỗ lực tái cấu trúc trật tự thế giới. Chúng tôi không thực sự phấn đấu điều đó, nó diễn ra một cách tự nhiên. Chúng tôi chỉ đơn giản nói đây là một quá trình tất yếu. Và theo đó thì phải làm thế nào để phản ứng với điều này, Tổng thống Putin nói. BRICS này, Hiệp hội Liên bang, được thành lập vào năm 2006. Nga đảm nhận chức chủ tịch luân phiên vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Năm nay bắt đầu với việc bổ sung các thành viên mới vào Hiệp hội. Ngoài Liên bang Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Hiệp hội bao gồm có Ai Cập, Ethiopia, Iran, UAE và Ả Rập Saudi. Chức chủ tịch BRICS của Nga được tổ chức theo phương châm tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu một cách công bằng. Với vai trò chủ tịch, Liên bang Nga tổ chức hơn 200 sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội. Nhìn tiến trình thay đổi của thế giới, nhìn trật tự thế giới đang thay đổi, vận hành theo đúng quy luật của nó. Hoa Kỳ không muốn nhìn cái quy luật này nó diễn ra. Nhưng tiềm lực và đồng minh của Mỹ ngày hôm nay không thể đảo chiều điều này được. Trong khi đó, ngài Medvedev chia sẻ rằng chăm bình luận về Zelensky là điều quan trọng. Khi nói rằng Zelensky chính là người gây ấn, sinh ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngày hôm nay. Cựu Tổng thống Nga Medvedev cho biết là ông Donald Trump thừa nhận trách nhiệm của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trong cuộc xung đột với Nga sẽ không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev, nhưng đây vẫn là một diễn biến đáng kể. Trong lần xuất hiện mới đây, ông Trump khẳng định Zelensky nên có hành động ngăn chặn sự bùng nổ thù địch với một câu: ông ấy không bao giờ nên để cuộc chiến đó bắt đầu. Cuộc chiến đó là một kẻ thua cuộc. Ông nói với người dẫn chương trình và ông Zelensky, và gọi Zelensky là người bán hàng vĩ đại đã đảm bảo hàng tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ mà không giành được bất kỳ một chiến thắng nào. Medvedev đã phản ứng trong một bài đăng trên Telegram chỉ ra rằng là Trump là cựu tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đầu tiên thừa nhận rằng là Zelensky chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Sự thừa nhận này sẽ không thay đổi lập trường của Hoa Kỳ, ngay cả khi Donald Trump giành lại đó là phòng bầu dục của mình trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 5 tháng 11 này, cựu Tổng thống Nga hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng bình luận về những gì gọi là lời bàn tán vô nghĩa và việc Kiev đang nỗ lực sở hữu vũ khí đạn nhân. Zelensky tuyên bố rằng là ông Trump đã nói với ông Trump rằng trong một cuộc gặp ở New York ấy, vào tháng 9 rằng để tự bảo vệ mình, Ukraine cần phải trở thành tư cách thành viên của NATO hoặc là có sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng phía Nga đã tuyên bố sẽ không bao giờ để điều này nó xảy ra dưới mọi hình thức. Chúng ta đều hiểu là thông điệp Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân hay trở thành thành viên của NATO nó chỉ là đòn tâm lý chiến áp lên EU và áp lên nhân dân Liên bang Nga mà thôi. Chứ điều đấy làm sao có thể xảy ra được? Nga không giờ để điều này xảy ra được. Còn trên chiến trường thì Nga đang áp sát pháo đài hậu cần chiến lược. Mọi thứ đang nóng này, đốt nóng toàn bộ đó là mặt trận Donbass. Khi tiếp tục có thêm một số ngôi làng và thị trấn thất thủ vào tay Nga, quân đội của Nga đang bao vây Ukraine ở tại Chasov và Borovka. Nga tuyên bố tiếp tục giành thêm lãnh thổ mặt trận miền đông, áp sát trung tâm hậu cần quan trọng là Borovka. Bộ phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng, một ngôi làng ở vùng Donetsk, phía đông của Ukraine. Các thành phố ở phía tây trung tâm khu vực Donetsk do Nga kiểm soát là một trong những trung tâm quan trọng chính tiến quân đều đặn của Nga qua những khu vực này. Và gần đây Nga đã có những cái đợt tấn công thần tốc chưa từng có, khiến cho Kiev phần nào đó lo ngại. Chiến tuyến của Ukraine ngày hôm nay từ miền Nam cho tới khu vực Đông Bắc của Ukraine thì anh chị và các bạn cũng thấy lực lượng vũ trang Ukraine đang bị bao vây đóng nắp nồi hầm ở trên toàn bộ đoạn chiến tuyến. Lực lượng Kiev đang tìm cách tháo chạy một cách hỗn loạn ra khỏi mặt trận Kut, nhưng Nga đã sử dụng pháo binh không cho lực lượng vũ trang Ukraine tháo chạy.
Còn Ngoại trưởng Nga chia sẻ rằng là Kyiv luôn vi phạm những thỏa thuận về Ukraine. Về bản chất thì phương Tây tập thể không thực hiện bất kỳ một thỏa thuận nào giữa phương Tây với thế giới. Ngoại trưởng Nga Rostov cho biết là mỗi khi Nga ủng hộ một số thỏa thuận cụ thể về Ukraine, Kyiv lại vi phạm chúng và mất đi thêm các vùng lãnh thổ. Tôi muốn nhắc một lần nữa, mỗi khi mà Nga thể hiện thiện chí và ủng hộ các quyết định đàm phán cũng như là các thỏa thuận cụ thể thì chính Ukraine phá hủy tất cả các thỏa thuận này. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2014, thỏa thuận giữa tổng thống và phe đối lập bị phá vỡ theo đúng nghĩa đen này. Sáng hôm sau thì diễn ra cuộc đảo chính, sau đó là các thỏa thuận min, mà như đã biết thì theo những người tham gia Ukraine và phương Tây, họ không có ý định thực hiện. Mỗi lần này khi các thỏa thuận đạt được trên 10 năm qua bị phía Ukraine phá hoại và vi phạm, họ lại mất thêm đó là các vùng lãnh thổ mới. Tuyên bố Ukraine về vũ khí hạt nhân, đây chỉ là một lời tuyên bố sáo rỗng và thừa nhận cho sự thất bại lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường ngày hôm nay mà thôi. Đặc biệt là kế hoạch chiến thắng này càng thể hiện là Ukraine đã thất bại. Ukraine cũng có những tham vọng xuất khẩu vũ khí giữa lúc đó là chiến sự đang rất nóng bỏng. Vũ khí dành cho mình còn không đủ nhưng lại có tham vọng là xuất khẩu vũ khí. Ukraine cho biết là đang nghiên cứu phương án xuất khẩu vũ khí trong khi cuộc chiến giữa Kyiv và Nga đang diễn ra với cường độ cao trong thời gian hiện nay. Lời tuyên bố của danh hài Zelensky bất kỳ cũng thể tuyên bố được. Vẫn đang đi xin viện trợ từng viên đạn pháo một nhưng lại tham vọng là xuất khẩu vũ khí. Thế mới kinh. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng là ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nghiên cứu các đề xuất cho khả năng Kyiv xuất khẩu vũ khí ra bên ngoài. Việc Kyiv xem lại lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được áp dụng trong cuộc chiến chống lại Nga sẽ là một sự thay đổi đáng kể trong chính sách của chính phủ Ukraine. Ông Zelensky nói rằng là việc xuất khẩu chỉ có thể thực hiện được cho các đồng minh của Ukraine trong các nhóm ở phương Tây và điều phối hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng xem xét những mẫu vũ khí có thể tiềm năng sản xuất và xuất khẩu cho đồng minh của mình. Vũ khí không đủ chiến trường nhưng lại thích bàn về cái kế hoạch là xuất khẩu vũ khí. Công thức hòa bình sụp đổ thì phải đưa ra kế hoạch chiến thắng. Kế hoạch chiến thắng được sinh ra là bởi vì Ukraine phản công một cút đã hoàn toàn xa lầy và thảm bại. Và bây giờ là đến cái kế hoạch là kế hoạch để xuất khẩu vũ khí. Tới đây sẽ ra một kế hoạch là thu hồi toàn bộ đất đai và dạy cho Nga bài học. Zelensky sẽ trình diễn tất cả mọi thước phim hài kịch của mình trên đấu trường quốc tế ngày hôm nay. Nga thì luôn muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Nhưng một phương Tây tập thể thì không cho hoạt động này xảy ra. Cho nên buộc Nga phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để thực hiện được cái mục tiêu của mình trong chiến dịch. Còn Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ thì đánh giá rằng Ukraine phản công ở Torez và Bobrovka rằng coi đang quyết liệt. Trong thực tế trên chiến trường, lực lượng vũ trang Ukraine không còn khả năng để phản công ở Torez cũng như Bobrovka vì thiếu cơ sở hậu cần và không nhận được thêm chi viện từ hậu phương. Lực lượng vũ trang Ukraine đang bị bao vây ở tại Torez và bị tiêu diệt đến đây cũng như là ở tại Bobrovka. Trà xốp của nguy cơ sụp đổ, Nga sẽ sớm giải phóng toàn bộ Donbass. Ukraine thì thẳng tay cắt đứt dòng chảy khí đốt của Nga, châu Âu đứng ra đó là chịu trận. Đến ngày hôm nay thì Ukraine bắt đầu là cắt dòng chảy sang châu Âu, thì khí đốt sẽ tiếp tục tăng phi mã ở tại EU thôi. Giới phân tích cho rằng là các nước trong Liên minh châu Âu sẽ chịu tổn thất trực tiếp lớn nhất từ việc Ukraine cắt đứt thỏa thuận trung chuyển vũ khí khí đốt của Nga qua Ukraine. Ukraine đã đề xuất Slovakia một kế hoạch mới về cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu qua lãnh thổ của nước này. Chủ đề này đã được thảo luận trong một số cuộc họp song phương. Bản chất của phương án được đưa ra là chủ sở hữu khí đốt sẽ bơm khí đốt vào kho lưu trữ ấy, tại các cơ sở Ukraine và sử dụng theo quyết định của riêng họ này. Những đề xuất như vậy đã được đưa ra cho cả Azerbaijan, Slovakia cách đây đó là vài tháng. Nếu như Slovakia đồng ý với đề xuất trên ấy, họ có thể mua khí đốt tại biên giới Ukraine và Nga, bơm khí đốt vào các cơ sở lưu trữ gần Ukraine, sau đó sử dụng hoặc là bán cho các nước thứ ba nếu cần. Nhưng cho đến nay thì đề xuất đó chỉ là chủ đề tham vấn giữa hai bên. Nhưng đây là tham vọng của Ukraine để khiến châu Âu phải chịu trận.
không còn mua khí đốt với giá mà Nga bán cho nữa, mà quyết định giá thành là do chính quyền Kiev quyết định. Tình thế chiến trường thì cực đoan, mọi thứ đang trở lên ảm đạm, bầu trời đen tối thì đang bao phủ đất nước Ukraine ngày hôm nay, thì Zelensky vẫn cứ thích trình diễn những màn trình diễn cũ rích mà không có giá trị cho thực tế trên chiến trường. Ukraine chắc chắn sẽ đầu hàng vô điều kiện. Nhất định của Vũ Quang, vinh quang sẽ dành cho nước Nga. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.